Đây là thằng Minh Con. Thằng Minh Con tên là thằng Bin. Nguyễn Hoàng Nam. Thằng Minh Con là con của thằng Minh. Có nghĩa là có nghĩa là thằng Minh Con, tại vì mặt y chang. Đây, Minh Cha đây. Là đây là Minh. Đây là Minh Con đây. Ăn lẻ lên. Lâu quá nha, chưa bị bệnh. Trời ơi. Ăn thấy quay phim. Cho nó không chơi gì vậy. Còn chị hai chiếc xe thấy quay phim nên chị hai bu bu lại. Đâu thì đã chết rồi. Chị hai bu bu lại đây. Đặt quay phim chị hai. Khác biệt ha. Khác biệt ha. Một hồi dựng sáo cho Bin lên YouTube luôn nè. Là mới mốt là trên toàn thế giới sẽ biết về Bin. Bin có biệt danh là Bin gì? Bin gì? Bin quậy. Bin quậy hả? Có không? Quậy gì? Mày giả bộ hiền ha. Gì hết? Chứ thật ra là quậy chúa luôn. Rồi lên nhà dưỡng sáo chơi với bộ hiền ha. Chứ nghe đồn là ở nhà con là con quậy banh nhà luôn ha. Ha. Phải không? Con với em yêu con. Phải không? Tối nhảy đùng 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 đùng. Không gì ngủ nè. Hồi tối này đứa nào nhảy trên phòng cái rầm. Hai đứa luôn á. Hai đứa luôn. Đi nhảy giường luôn, mèo nhảy đó. Mèo nhảy.